em xã hả? Của chị Bảy lại Dượng Bảy Tuấn. Rồi đó. Để có ra đi. Mạnh lên, em mạnh lên. Giữ ơi. Đạp luôn. Thế đừng đạp, đừng đạp. Để kể, kể đó. Trời ơi. Mua
Không có tay này cũ rồi. Tay cũ. Đang cũ. Được không? Được không? Thì cái đó của tài khoản bảng thứ ba đó. Em đi ăn nào để thăm dò. Đó là chứng tỏ để cho bay ăn dọn đó. Để cho bay đám cưới. Theo với Phương tặng con ba. Trời ơi, cái quả xe hơi đó. Quả lớn, quả lớn. Cậu ba không có nhà rồi. Rồi, chắc là thấy chịu rồi. Cậu ba xe lắm. Còn mấy trăm có nữa mà. Để nó ra sẵn ở đây có nữa, ở luôn đi.
để giếng mang kỳ lắm quá nhỉ. Chú sao thứ sao tặng anh tưởng đâu không biết bữa nay có quay phim nữa mà chị em rồi làm cái liền tại chỗ đi. Ui, con ơi, có chừng con đạp lên miếng món quẩn. Vậy anh không biết nó còn thích một món nữa. Là cái trống. Mà nó thích nó thích nó lấy cái thùng qua như vậy đó. Vậy đó anh là binh pháp thổ kẹn là binh pháp anh thổ kẹn chứ không bị lỡ lâu quá anh lạ lạ chứ kẹn hồi đó là đâu phải là như vậy hồi đó kẹn ngon lắm mà mình lâu quá mình quên á rồi rồi sao đây chị nè đem mày gặp lại mày gặp không mày gặp ok rồi là hết rồi Christmas năm 1998 mà cũng là một ngày birthday sinh nhật của Tân, của Tân. Hôm nay tổ chức một cái sinh nhật cho bé Tân để cùng mời khách khứa tới dự Christmas là lễ Giáng sinh luôn. Thường thường nhà nào cũng có trang hoàng cây Noel. Ở dưới những cây Noel là những cái món quà. Đây là chị qua nhưng mà chị không có cho quay đi, chị nói chị còn bê bối lắm. Còn bê bối rồi. Thì con nói là của dì Trang đặt giùm cho mẹ cái bánh đó. Cái gì đổ ra thôi. Chị qua kỹ lắm, đi làm thì thôi về bắt đầu quét à. Đồ dẹp à. Bên này ướt không quá hay sao? Không có lạnh đâu, không có. Bên này nấu súp thì lấy cái nước thôi. Rồi cái là cho vô thùng rác đó. Chó mèo gì nó cũng không ăn hết trơn, tại nó có đồ ăn của nó rồi. Không quét được phải hút vậy á, hút bụi. Cái nhiệm vụ lên rồi đó. Nó mua đồ cũng xịn quá. Chắc là Việt Nam ta hết hồn hết chứa. 2 ngàn bạc đó. 2 ngàn bây giờ Nam mua mai sắm đủ cái nhà rồi. Đây bộ giường 2 ngàn đó. Đây là gồm cái giường. Đó, cái giường đó. Là một bộ của nó đó, một set á. Chị qua với anh Tấn mới mua để enjoy. Thì mỗi lần mà đi mai tắm mà phải lựa quần áo suy nghĩ cỡ đó đó. Đây là cái bánh sinh nhật của Tân. Happy birthday mình Tân. Nó sống gì hết. Nhiều lắm đó nha. Ngọt lúc luôn á. Đậu ai xe đâu. Mời tới đứng ngay chỗ cái bánh kìa. Quá đọc, cái đó là chị quá đọc, nó quay tới mình. Tới mình biết mình ăn không? Trồng cây, có cây cối. Kẹt, nhai dữ vậy kẹt. Dạ. Sao nhai dữ vậy? Tới rồi. Anh Thu ở đây là ba em đó anh Thu. Dạ ba em á. Ôi dạ, sao anh gặp? Nãy kêu cho hỏi số địa chỉ nhà này mà không quên. Chị nói lúc nào
đồng là màu đen không mấy đó. Hôm nay là ngày sinh nhật của ba. Chú vô rồi đó, đây chú á. Đúng không? Bây giờ
Anh hỏi đồng nghiệp hết hả? Mà làm ăn nhiều thêm. Tao tưởng nó có cái quay nào coi để cho bọn lông á, để cho anh á. Ê, mắc cười quá kìa. Đâu giờ đâu chồng đây. Đi ra. Tiếng ăn luôn. Đâu giờ đâu chồng á. Em
Em còn nhỏ để cho